Tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ bắt nguồn từ niềm tin và sự tôn sùng nữ thần, tôn sùng người mẹ của cư dân nông nghiệp lúa nước. Đây được coi là một tín ngưỡng mang tính bản địa, từng tồn tại lâu dài trong lịch sử, nhất là từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19. Ngay từ khi ra đời, sức lan tỏa của tín ngưỡng này đã rộng khắp từ đồng bằng, đô thị và miền núi, tạo nên đặc trưng văn hóa của người Việt Nam. Cho đến nay, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ vẫn được phát huy mạnh mẽ ở hầu khắp các vùng miền đất nước và mới đây nhất đã được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bên hiên nhà, Thanh Đồng Lê Xuân Dũng cùng với cung văn Lê Minh Chí đang chuẩn bị cho canh hầu thánh tại điện thờ lập tại tư gia của vị Thanh Đồng này. Để chuẩn bị cho một canh hầu, Thanh Đồng, người nhà, con nhang đệ tử phải chuẩn bị khá nhiều lễ vật. Quan trọng nhất là hoa quả, bánh trái trang trí trước sập công đồng. Thanh Đồng Lê Xuân Dũng vốn là bộ đội xuất ngũ. Sau này khi hòa bình trở về, ông gặp trắc trở trong cuộc sống, sức khỏe kém. Mãi sau này ông mới biết mình căn cao số nặng, mới xin được trình đồng mở phủ. Những chuyên gia văn hóa nghiên cứu về đạo mẫu cho rằng, căn cao số nặng là khái niệm chỉ những con người nhà thánh, có nghĩa vụ bắc ghế hầu thánh như một nghi thức để con người giao tiếp với thần linh. Tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản, mình đời thường, bây giờ cầm nén nhang rồi mình phải khác đời thường, đấy mình phải tu tâm, đấy, đấy từ lời ăn tiếng nói, từ dáng đi, đấy mình không thể nào như phàm phu được, đấy. Thế khi bắt đầu mình chỉ có chuyên tâm vào rùi mài kinh của nhà ngài, tất cả khóa lễ hầu đồng, bản thân tôi có quan niệm này, tất cả mọi cái nghi lễ đầy đủ, khao thỉnh đầy đủ, rước bóng cha mẹ các cung sở về chứng đàn chứng phủ được 70% rồi, còn 30% là hầu cha mẹ ngự trên sập công đồng xem con cái mình làm xem đúng gì không. Hầu đồng hay còn gọi là lên đồng, đây là một trong số những thực hành được nhiều người biết đến nhất khi nói về tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ. Ba mươi năm theo tín ngưỡng này, Thanh Đồng Lê Xuân Dũng luôn cố gắng giữ gìn lối hầu cổ. Theo ông, một canh hầu cổ phải đảm bảo các yếu tố về trang phục, động tác và lối hát văn cổ của cung văn. Giữ được những đặc trưng ấy cũng là bảo tồn được nét đẹp trong tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Khi bắt đầu có những khái niệm về đồng bóng thì mình phải hiểu thế nào là đồng bóng. Thanh đồng là con người ta, nó bằng xương bằng thịt. Thế còn bóng tức là bóng của ông thánh, đối với nhà thánh thì có thánh ca tức là chầu văn để người khuyên dạy. Thế thì bây giờ quan lớn về thì mình phải đứng rõ cái uy nghiêm của quan lớn, cái tác phong của quan lớn như thế nào, không thể à ơi được. Khi khai quang không thể cười đùa được, không thể nhún nhảy được, chẳng hạn như thế. Thế khi các giá chầu bà nó hơi một có một chút khác, sang hàng cô có một số chữ nhí nhảy, đấy, nó mang cái tính chất đấy âm thoại để lại. Thế khi mà con người ta được thẩm thấu về đường đời, đường đạo,
thì những lời văn, lời ca của Chầu Văn Dương nó thấm vào từng thớ thịt của con người ta. Đấy, ta làm điều ác, ta bỏ điều ác đi. Đấy, ta nên làm cái thiện. Đấy, thì mới giữ được cái nét văn hóa cổ. Tại Nam Định, những tín đồ của đạo mẫu cũng vẫn còn giữ được lối thực hành tín ngưỡng cổ. Phủ Quảng Cung hay còn gọi là Phủ Nấp, lưu truyền là nơi giáng trần lần thứ nhất của mẫu Liễu Hạnh. Đây là một trong số những danh tích khởi nguồn của đạo mẫu. Hàng năm vào dịp dỗ mẫu Liễu Hạnh hay những ngày tiệc các quan, các thánh, Thanh Đồng đều thực hành nghi lễ hầu đồng. Thanh Đồng Trần Thị Hồng Vân là thủ nhang của Phủ Nấp, với công lao giữ gìn lối hầu đồng cổ, bà đã được Hội Văn nghệ Dân gian phong tặng nghệ nhân vào năm 2000. Có người hầu thì rất là uy linh, nhưng có người hầu thì rất là nghiêm trang, và có những người hầu thì quát tháo là do cái bóng của người hết, nhưng có người hầu thì nói chung là rất nghiêm trang, điều là làm cho người ta để thể hiện ôn lại cái lịch sử trong quá trình mà ngài ra chiến trận này, thế rồi ngài bảo vệ đất nước thế nào này, thì nó đều có một cái linh ứng cho con người mà về hầu thánh là đều có một cái linh ứng hết. Lên đồng là nghi thức chính và rất quan trọng trong tín ngưỡng thờ mẫu. Đó là nghi lễ nhập hồn của các vị thánh tứ phủ và thân xác của các ông đồng, bà đồng. Cũng có quan niệm cho rằng lên đồng hay hầu đồng là một nghi thức hầu bóng các vị thánh, có nghĩa là vong linh của các thánh được thỉnh về và ngự trong không gian thiêng diễn ra lễ hầu đồng. Quá trình thực thi nghi lễ nhập hồn của các vị thánh mẫu, các đức ông, các quan, các chầu vào các thanh đồng theo tín ngưỡng thờ mẫu được diễn sướng lần lượt gọi là 36 giá đồng. Thông thường, mỗi canh hầu thanh đồng chỉ hầu trên dưới 20 giá đồng. Mẫu thì nếu mà nói một cách khái quát nhất thì người ta đều gọi là phúc thần. Mà nói chữ phúc rồi có nghĩa là những vị thần đấy là luôn luôn làm những điều rất là thiện. Không phải chỉ làm điều thiện mà còn làm nhiều điều thiện đấy. Và trong đó có những cái điều ví dụ như là giúp dân về vấn đề dân sinh kế, tức là người ta gọi là khai canh khai cơ, hoặc là giúp dân tạo ra những nghề nghiệp mới, rồi chữa bệnh, rồi làm những cái việc thiện. Tại khái là trong có hai vấn đề liên quan đến sự sinh tồn, tức là cái ăn, tức là giúp dân tạo ra nghề nghiệp, và thứ hai nữa là sức khỏe. Đấy là cái mà mình quan tâm về cái quyền sống con người một cách cơ bản nhất. Mỗi giá đồng là một sự tái hiện toàn bộ sự tích, chiến công của các vị thánh khi còn sống tại Dương Trần. Trong hệ thống các vị thánh, có người là bậc anh hùng trong lịch sử được thần thánh hóa, và cũng có những vị được thần thoại hóa. Các chuyên gia văn hóa khẳng định rằng, dù là nhân vật có thật hay là nhân vật huyền thoại, thì đó cũng là cách mà người xưa gửi gắm những ước mơ, hoài vọng của mình về con người, tình yêu, tình mẫu tử, hay khát vọng về một đời sống bình an. Ông Mười già cánh vườn đi đào để tử hoa phú ai tây giang so. Để tham dự mà một cái cuộc hầu đồng với các thanh đồng, rồi các cái hầu dâng, rồi các cung văn giọng hát như thế, thì người ta đều bị cuốn hút và say mê. Cái sự cuốn hút và say mê đối với tất cả các con nhang đệ tử và các cái thành viên mà đến tham dự trong không gian đó, nó đã chứng tỏ được cái sức hút của hát văn, sức hút của các cái động tác, rồi các trang phục màu sắc của các thanh đồng. Như thế nó phải có cái gì thì nó mới cuốn hút chứ. Thì cái gì đấy chính là các cái giá trị. Vì sao trong một cái không gian tâm linh như thế
thì nó lại lựa chọn được một cái hình thức nghệ thuật diễn xướng rất phù hợp thế để mà tôn lên các cái chân dung nhân vật. Cái này là cái nét độc đáo. Và cái thứ ba là thế tại sao những cái nét nhân vật trung tâm là mẫu rồi cái hình thức sinh hoạt nghệ thuật độc đáo thế nó lại cuốn hút được các thế hệ người dân? Không phải ngẫu nhiên mà những năm gần đây chúng ta thấy cái hầu đồng nó đang bắt đầu lan tỏa rất ghê gớm ra rất nhiều những cái không gian tâm linh khác ở các vùng, các miền quê quê. Rồi cái thờ mẫu ấy, khi đi vào đến miền Trung hay Nam Bộ ấy, thì nó cũng có những cái biến đổi để phù hợp với một cái môi trường sinh thái và những cái điều kiện xã hội cũng như tâm lý của từng cộng đồng nhất định ở các địa phương nhất định. Thì khi nhấn mạnh vào cái đặc sắc của cái hầu đồng, của cái tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, thì những người làm hồ sơ muốn cho thế giới biết được cái hầu đồng này nó đáp ứng được cái tâm tư nguyện vọng của người dân. Chúng ta xem trong đó có thể thấy được những cái tín ngưỡng cầu mong về mùa màng tốt tươi, cầu mong sức khỏe, cầu mong hạnh phúc, cầu mong tình yêu và vân vân. Và những cái đáp ứng cái nhu cầu đấy thì cái văn hóa của một vùng quê ở Việt Nam, văn hóa Việt Nam nói chung, nó sẽ gặp cái chung nhất của nhân loại. Xem hầu đồng lần đầu, người dự sẽ bị cuốn hút bởi hàng chục bộ trang phục muôn màu sắc, họa tiết khác nhau. Bởi những điệu múa biểu trưng cho các vùng miền từ đồng bằng đến miền núi. Nhưng không chỉ có thế, hầu đồng còn cuốn hút người dự bởi giá trị về lịch sử và ý nghĩa nhân văn với những câu chuyện về lai lịch và công trạng của các vị thánh trong quá trình dựng nước và giữ nước. Ví như chuyện về nỗi oan thấu trời của quan Đệ Ngũ Tuần Tranh, một vị anh hùng luôn sẵn sàng xông pha ra trận, nhưng khi hòa bình lập lại, vì người con gái ông yêu đã nói dối về thân phận của mình, khiến quan Tuần Tranh bị kết tội có quan hệ bất chính với gái đã có chồng, để rồi bị đẩy lên chốn sơn cùng thủy tận và phải thắt cổ để rửa nỗi oan của mình. Quan lên tuần này oan vì ông bươm là tiếc hoa đoàn tụ tội trời ai đang. Cùng với sự ra đời của nghi thức hầu đồng là một loại hình âm nhạc tín ngưỡng đặc trưng, đó là hát chầu văn. Tại Nam Định hiện vẫn còn một làng hát văn cổ, đó là làng Khả Lang, xã Yên Dương, huyện Ý Yên. Ông Lê Văn Phụng là ông trùm của nghệ thuật hát văn nơi đây. Đã ở tuổi ngoài 70, nhưng tiếng đàn, giọng ca của ông vẫn còn rất sáng. Tôi học hát văn này, tôi học từ năm 12, 13 tuổi. Lúc đó là tôi vẫn đi học văn hóa. Đấy. Nhưng mà bố tôi là vẫn cứ dạy cho, tức là đi theo cụ là hát, cụ dạy cho hát. Tính cho đến bây giờ, nếu mà nói đến thực hành mà để mà đi hát văn thì tôi vào tầm khoảng 30 năm. Bản thân của cần nó đã có tới 5 lối cần. Đấy. Ví dụ bây giờ người ta gọi là cần sầu, rồi cần bình, đấy là 2, rồi cần luyện là 3, rồi cần hạ là 4, rồi cần xuân là 5, cần oán là 6. Nó 6 loại cần chứ không phải là mà cứ thấy bảo cần là cần chứ không phải. Ví dụ cần oán thì người ta ăn. Sông Mao yêu nước có bờ thương người vẫy nhiều nhớ thương nhớ chưa tình cũ lê chiều
chưa tình cũ lê tiểu có cô bơ thoải mì kiều thanh tân cô khăng 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 năm vẫn nâng cơ trần phò lê đẹp mặc bao lần đi trong bà ơi á bông ba bông đi trộn nấy nay á quê nhà trộn nấy quê nhà đấy thì ví dụ cái đoạn đầu tôi hát thì nó là cần hoãn, nhưng đến cái điệu cuối về sau thì nó lại là cần luyện. Hét tiếng giặc Tây kinh hoàng. Cái nhịp đôi thì nó khó, người ta gọi là cái nhịp để hát dọc và hát cần đánh thì nó khó. Và cái nhịp hát phú nó khó, thì bây giờ ông dạy cho con cái điệu hát xá. Thì các con chỉ 1, 2, 1, 1, 2, 1 là các con cứ đánh tay này này. Bắt đầu này. Ông hát cái xá của Bắc Lệ, cháu bé Bắc Lệ các con nghe một đoạn để ai lên tới làng thơm nhớ lại ngôi đền thờ cháu bé nơi nào nay hỏi ta Bắc Lệ đi vào đi có đi các con cứ tay đập. Sở hữu chất giọng ngũ cung trời phú, cùng với năng khiếu đánh phách, cảnh, đó như là dấu hiệu của một người nối nghiệp tổ hát văn của dòng họ Lê. Giờ đây, khi đã ở tuổi ngoài 70, ông vẫn cùng con cháu đi hát dâng văn hầu thánh nơi cửa đền, cửa phủ. Tiếng đàn của ông vẫn là yếu tố định hình cho lối văn cổ của làng hát văn Khả Lang. Hát văn là làn điệu kể lại sự tích của các vị nhân thần hiền thánh. Trong lời văn có những câu ca ngợi công đức của các vị thánh mà dân gian đã truyền thuyết hóa. Người cung văn hát được thì chỉ cần thuộc lời, nhưng để hát cảm xúc thì cần phải hiểu được tích. Dạy lời văn, kể sự tích của các vị thánh trong hệ thống tứ phủ là một yêu cầu bắt buộc của làng hát văn cổ Khả Lang. Là khi mà các cụ đã dạy cho các cháu ở cái thế hệ sau này là đến cái giá nào, cái tích của nhân vật nào trong lịch sử là đều phải dẫn truyền. Tôi lấy ví dụ như là cái tích của Ngài Quan Tuần thì là các cụ phải dạy cho mình Ngài Quan Tuần có từ thời nào, thấy chưa? Và Ngài làm cái hoạt động gì khi mà lúc còn đang tại thế, và sau đó là Ngài thác như thế nào và hiển linh ra làm sao. Ông Quan Tuần là phải biết là ông ấy ở Tuần Tranh, thế rồi ông thác ở Kỳ Cùng đấy, thế là Ngài đánh giặc từ cái thời mà An Dương Vương cơ, phải hiểu. Vâng, thì nó mới hát, nó mới có cái hồn ở trong đấy, cái hồn của văn và cái chất Ngài nó cũng phát xuất từ đấy. Cũng như bao đứa trẻ nơi làng Khả Lang này, chưa đầy 10 tuổi, anh Chí đã bập bẹ với câu hát văn cổ truyền của ông cha. Đến anh Chí đã là thế hệ thứ 5 theo nghiệp hát văn. Lắm cành nhì bụi thay ông bảy người vui với
dung với cỏ cây. Tôi sinh ra và lớn lên được trong một cái dòng họ là có cái truyền thống nét văn. Cái ước nguyện của tôi tuổi trẻ là tôi sẽ theo nghề của các cụ gia truyền. Thế tôi học thì đến năm 93 thì tôi bước chân lên Hà Nội. Cái ý định của tôi bước chân lên Hà Nội, cái mục đích lớn nhất là tìm hiểu thêm xem là cái trong cái dòng họ, cái nghề nghiệp của cái gia truyền nhà mình có thiếu thốn so với cái bậc tiền bối của những cái lớp cũng đi hát văn cùng với thời kỳ của ông nội tôi. Nhưng mà bởi vì các cụ may mắn hơn ông nội tôi là ông nội tôi bị mất trước. Thế thì các cụ ở trên này vẫn còn. Thế để tôi tìm hiểu thêm và học hỏi thêm để đúc kết lại cái kinh nghiệm. Điều đặc biệt với cung văn làng Khả Lang nói riêng và cung văn nói chung đó là phải thuộc rất nhiều bản văn khác nhau. Sở dĩ có yêu cầu này là vì tùy thuộc vào từng giá hầu, từng canh hầu, mỗi lần thánh giáng đồng lâu hay nhanh phụ thuộc vào không khí của vấn hầu đó, cũng có những giá thánh giáng đến cả tiếng đồng hồ. Vì vậy, đòi hỏi cung văn phải thuộc và hát, cho đến khi thánh thăng về trời mới được hát xe giá hồi cung. Canh hầu đặc biệt tại phủ Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Nói đây là canh hầu đặc biệt bởi người dự hầu là những đại sứ của các nước tại Việt Nam. Đây là một hoạt động nhằm quảng bá di sản văn hóa của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Và đây cũng là một canh hầu được ghi lại trong quá trình lập hồ sơ để trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Để mẫu dạy chúng ta cái sự gắn kết tất cả các dân tộc anh em, dù người Kinh, người Thổ, người Mường, người Mán, người Hán, người Tày hay người Giao, dù là nam hay nữ không phân biệt trẻ già, khi đất nước đã có chiến tranh thì tất cả các vị thần thánh này đã đứng lên cầm gươm, cầm đao, rồi là kêu gọi nhân dân đoàn kết, đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm, dạy cho dân lẽ sống làm người. Cho nên chúng tôi là con cái của mẫu phải có trách nhiệm là bảo tồn giá trị và cái tín ngưỡng thờ mẫu này và trao truyền lại cho các thế hệ con cháu mai sau. Tất cả các cái vị thánh mà đã được nhân dân suy tôn thì đều trải qua các cái giá hầu là tôi đã bác ghế hầu thánh và thực hiện nghi lễ hầu đồng hôm nay. Thực hành tín ngưỡng tại điện thờ linh thiêng, những động tác lời văn đều phải được thực hành theo lối cổ, đã thu hút sự chú ý của những người nước ngoài lần đầu tiên tiếp cận với di sản. Dù có sự cách biệt về ngôn ngữ, nhưng họ vẫn hiểu được những nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người Việt Nam thông qua những điệu múa, trang phục hay cách bài trí lễ vật. Nét đẹp của thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ không chỉ được các con nhang, đệ tử vốn là những người theo đạo gìn giữ, mà từ những năm 90 của thế kỷ trước, các nhà hát chèo trung ương và địa phương đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về nghệ thuật này và đưa lên sân khấu. Đặc biệt đam mê với diễn xướng hầu đồng, nghệ sĩ ưu tú Vân Quyền cũng đã mang hầu đồng diễn xướng tại châu Âu trong chuyến lưu diễn vào năm 1994. Đạo diễn Bùi Đức Hạnh và thầy nghệ sĩ nhân dân Trần Minh, là lúc đấy là biên đạo múa Trần Minh, thì đã nảy ra ý tưởng là sẽ đưa nghệ thuật hầu bóng lên sân khấu. Cái nghệ thuật này thì nó thu hút Vân Quyền một cách kinh khủng, từ tiết tấu âm nhạc này, xong đến ca từ, rồi đến những điệu múa. Nhưng mà về sau mình hiểu rằng là
nếu như mình không hiểu được cái nghệ thuật này một cách sâu sắc thì mình không thể thể hiện hết được những cái tinh túy của nó và không thể làm tốt được. Chính vì vậy mà cái khó khăn của Vân Quyền là chưa hiểu, am hiểu. Xong đó là Vân Quyền bắt đầu đi tìm hiểu, bắt đầu đi xem người ta hầu thật ở các đình, các chùa. Lúc đấy cũng đang rất thịnh hành mà các thanh đồng làm, thì mình đến mình xem nhân vật này thì người ta múa cái gì và lề lối của nó là đầu tiên là như nào và sau như nào, thi hương rồi thì làm tất cả những cái thủ tục nó như thế nào. Vân Quyền học rất là tỉ mỉ và để nắm được cái lề lối và phải có sự tôn nghiêm trong đó. Sau khi nhà hát chèo hoàn thành ba cái giá hầu đồng là đưa lên sân khấu, đã được bộ trưởng lúc đó là chú Trần Hoàn làm bộ trưởng xuống duyệt, và chú đã thấy rằng tiết mục này rất hay và chú chấp nhận, và bộ trưởng chấp nhận, và cục lúc đấy cũng thấy, cũng cho ra cho phép nhà hát biểu diễn. Và sau khi duyệt xong thì lúc đó thì nhà hát bắt đầu mới đưa cái tiết mục này cùng với một số các trích đoạn chèo đặc sắc đi sang Pháp giới thiệu và biểu diễn ở bên Pháp. Và điều đầu tiên Vân Quyền rất là bất ngờ đã được khán giả Pháp tiếp nhận một cách rất là nồng nhiệt, và họ nói rằng là cái chương trình rất hay, và đặc biệt là cái tiết mục cuối cùng đó là ba giá hát chầu, người ta hưởng ứng hết sức nồng nhiệt. Và đến tiết mục cuối cùng ấy, khi bắt đầu cung văn vào hát bài sai thì hầu như khán giả Pháp đứng lên và nhảy theo cái giai điệu của cái tiết tấu của âm nhạc. Họ nói rằng tiết mục này vô cùng đặc sắc. Họ có nhận xét rằng là tiết mục này mang đậm đà bản sắc dân tộc, nhưng tiết tấu thì rất là thời đại. Và có những ông đạo diễn ở bên Pháp, ông nói rằng là đây là một cái tiết mục này là rốc của Việt Nam. Cảm xúc có từ chuyến lưu diễn nước ngoài là động lực để Vân Quyền tự bỏ tiền làm một đĩa về 9 giá hầu đồng. Diễn cái tiết mục 3 giá hát chầu này đã thành công ở trong nước cũng như là ngoài nước. Cho nên là Vân Quyền muốn giới thiệu với khán giả để biết đến nghệ thuật sân khấu này. Và mình nghĩ rằng là những cái gì đặc sắc thì mình nên quảng bá để cho khán giả biết. Chỉ sống làm hồng lịnh đẹp như tranh, tạo hỏa xưa kia đàn lập thành. Muôn thuở núi sông còn bên vừng, đất Nam đàn xứ nghệ. Giữ được gần như nguyên vẹn hình thức diễn xướng dân gian, những lớp diễn hầu đồng của các nhà hát chèo đã phần nào giúp cho công chúng hiểu được giá trị nghệ thuật của loại hình di sản này. Chỉ anh hùng ông hoàng mười ra tay giữ nước, ông đi tới đâu giặc phải tan ngay. Việt Nam, Việt Nam ơi, còn ghi chép sử này cung cao điện ngọc ơi.